Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu chiếc điện thoại Vertu Signature S-Go Sapphire Diamond, được thiết kế với màn hình làm từ kính sapphire màu xanh navy phủ kín từ màn hình cho đến bàn phím. Thân máy được trang bị bằng vàng hồng nguyên khối 18K750, đi kèm là những viên kim cương thiên nhiên lấp lánh được đính trực tiếp lên phím bấm của điện thoại. Sự kết hợp hoàn hảo của các nguyên vật liệu cao cấp giúp cho chiếc điện thoại trông không khác gì một kiệt tác nghệ thuật xa xỉ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.